Nên tu trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cánh không, trí vô tế không, trí tản không, trí vô biến dị không, trí bản tánh không, trí tự tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh không, trí vô tánh tự tánh không. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa.